Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì ở trong video trước của chúng ta đã tìm hiểu về hai cách để tạo được table đúng không nhỉ? Đấy, thì ở trong video này chúng ta lại tìm hiểu hai cách để chúng ta thêm được cái dữ liệu vào trong cái bảng của chúng ta đúng không nhỉ? Vậy như mình nói thì các cái bài viết là được lưu vào trong bảng đúng không? Đấy, thế nên là chúng ta phải thêm được cái bài viết vào trong bảng chúng ta lưu chứ đúng không nhỉ? Thì giờ chúng ta quay lại nhá, mình sẽ vào trong cái bài viết đúng không nhỉ? Ví dụ mình sẽ chọn là post đúng không? Dùng tiếng Anh. Giờ thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây chúng ta sẽ có các cái bảng ở đây. Thì cách đầu tiên chúng ta chọn là insert đúng nhỉ? Thì ở trong phần này nhá, đây các bạn thấy không nhỉ? Chúng nó hoàn toàn có post ID này. Đúng nhỉ? Post ID. Đấy, post title đúng nhỉ? Và cha. Đấy, rồi, ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cái title nhá, mình sẽ copy luôn. Đấy, rồi, đúng không? Thì các bạn tốt nhất là các bạn nên thêm dữ liệu một cách cẩn thận nhé. Các bạn thường hay kiểu ABC rồi đủ các thứ ABCZ, mình sẽ cố tình chọn một cái ngày cao hơn số 12 nhé, để chúng ta biết được ở đâu là tháng, đâu là ngày nhá. Ví dụ đây là 21 đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta có cái gì đây, kiểu là year, month và date đúng nhỉ? Sau đó về đến giờ là hours, minutes và second đúng không nhỉ? Rồi, tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái description của chúng ta. Thì đây description chính là cái mô tả ngắn này đây, cái chữ ở dưới đây. Thể thao 24/7 có tới 3 trận đấu cái gì này? Mình không paste. Rồi, ok, tiếp chúng ta chọn phần nội dung. Nội dung chúng ta copy luôn. Thì các bạn. Rồi. Thôi. Đây, mình đã copy cái đoạn ngắn này thôi. Đó. Định copy cả ảnh này thôi, chúng ta chưa nhất thiết phải dùng những ảnh đâu mà. Paste. Các bạn yên tâm là trong cái khóa cơ bản này, mặc dù là cơ bản nhưng mình sẽ phải đi cả cái phần ảnh luôn, không phải lo đâu. Rồi chúng ta chọn go. Rồi thì như vậy nó đã bảo đã có một cái row được insert vào rồi. Thế giờ chúng ta sẽ vào trong phần struct. Đấy, thì ở đây chúng ta có các cái bảng rồi đúng không? Thì chúng ta chọn vào phần browse. Đấy, đây các bạn thấy không nhỉ? Chúng ta đã có được một cái bài viết đây. Đấy, các bạn lại kéo sang nhìn này, đây post ID chính là cái định danh ở đây đúng không nhá? Đó, rồi đấy đúng không nhá? Rồi thì đấy là cái cách thứ nhất là các bạn thêm bằng kiểu như chay như thế, thì cái đấy nó sẽ tránh mọi người cái việc là bị sai. Còn cái thứ hai là SQL thì giúp cho mọi người dễ sai hơn, như mọi người là có thể làm với PHP nhiều hơn đúng không nhá? Đầu tiên mình sẽ là câu lệnh để chúng ta có thể là gọi là insert dữ liệu vào, thì nó chính là insert luôn. Insert, và các bạn nhớ là phải có từ into nhá. Insert vào đâu nhá? Insert vào bảng này tên gì? Post đúng nhá, đó bảng tên post. Và insert những cột nào? Đầu tiên chúng ta sẽ có post ID. Đấy, ở đây chúng ta thấy không, post. Còn mấy cái phiên bản trước của PHP MyAdmin nó không có kiểu có ý này đâu, nên làm nó còn dễ sai, chứ bây giờ nó bắt đầu hỗ trợ kiểu này rồi thì chúng ta cũng đỡ bị sai hơn. Post ở đây đúng nhá. Tiếp post description đúng nhỉ? Tiếp post content. Ok, đấy, sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc lại. Các bạn nhớ này, những cái ngoặc như này các bạn nhớ nhá. Đấy, rồi. Và tiếp theo nữa là giá trị cho từng bảng. Các bạn nhớ là các giá trị này chúng ta đi theo thứ tự mà chúng ta quy định ở tầng trước này nhá. Ví dụ như post ID sẽ phải là ID đầu tiên nhá, đến title đến đây nhá. Để các bạn để ID ở cuối nữa thì bó tay rồi, đúng nhỉ? Rồi cái ID. Cái ID của chúng ta ấy, thì các bạn thể chú ý cái bước vừa rồi của mình không? Thì mình không hề để cho cái việc cái ID của chúng ta nhập đúng nhỉ, mà mình để nó tự tăng, thế nên là đây chúng ta không cần phải thêm post ID luôn, đúng nhỉ? Không cần phải thêm post ID. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta cứ đóng ngoặc trước khi chúng ta viết đã. Rồi, đầu tiên sẽ là cái tiêu đề cho bài viết. Để đây đóng bằng ngoặc đã. Rồi mình sẽ chọn một cái bài viết khác. Vận viên ở Việt Nam chỉ có hai cơ hội đào tạo trẻ tốt này. Rồi. Rồi mình sẽ copy này. Copy. Nhà chúng ta chọn paste. Nhầm copy. Rồi sang bên này chúng ta sẽ paste vào đây. Paste. Rồi. Paste. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải cái này. Bây giờ đến cái gì? Đến ngày đúng không? Thì vừa rồi mình đã đọc cái định dạng cho mọi người đấy. Year, month, day đúng không? 2018 man là 06
ngày sẽ là 22, đúng không? Cách là giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, 12 giờ, 12 phút, 12 giây. Rồi, tiếp nha. Thế nữa là chúng ta sẽ có description. Đấy, và chúng ta sẽ có nội dung. Rồi, bây giờ chúng ta còn hai cái nữa. Description này đúng không? Quảng cáo này. Thôi chúng ta đọc thông tin người ta viết thì tốt nhất là chúng ta nên ủng hộ người ta, cứ để thông báo đi. Nhiều bạn cứ thích block nó đi vậy. Tội người ta lắm mà. Rồi bây giờ chúng ta đã copy phần nội dung nhá. Copy phần nội dung này. Đấy. Bài này copy cái luôn. Cái luôn. Rồi chúng ta copy và chúng ta paste nó vào trong phần này. Paste. Đúng nhỉ? Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá. Thì các bạn chọn go cho mình nhá. Go. Đấy, đấy các bạn thấy nhá, như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái trường dữ liệu rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chọn vào Browse, đúng nhá, thì đây chính là cái bài viết thứ hai của chúng ta đây. Đúng nhỉ, đấy. Được chưa? Thì đấy, đấy là hai cái cách để chúng ta thể là tạo được cái dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Đấy. Thế nhớ là cái cách thứ hai này của chúng ta sẽ mang nó vào trong cái PP để chúng ta sử dụng đấy. Đúng nhỉ? Thì nhưng mình nói chung mình sẽ nói luôn cả cách thứ nhất. Về tình trạng chúng ta cũng phải insert trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, chúng ta test dữ liệu đấy mà, nhỉ? Rồi thì video sau chúng ta thì chắc các bạn biết là chúng ta sẽ học phần gì rồi. Chỉ chúng ta sẽ đó là select các cái data chúng ta vừa tạo ở đây ra ngoài màn hình nha. Video này thì mình dừng ở đây thôi.